Điểm tin hành động bắn súng số thứ 14 của GameHub.vn. Hãy cùng chúng tôi cập nhật những thông tin mới nhất xoay quanh các tựa game đình đám thuộc thể loại này đã hoặc sẽ ra mắt làng game của thế giới. Sniper Fury, tựa game bắn súng mới nhất dưới tay đại gia GameLoft vừa mới hé lộ những hình ảnh gameplay mới nhất cho game thủ chiếm ngưỡng đồ họa 3D đỉnh cao của mình. Trên thực tế thì tựa game này sử dụng chung engine đồ họa với Modern Combat 5 nhưng đã được đội ngũ phát triển tinh chỉnh mạnh tay hơn trong khía cạnh chất lượng, giúp cho lớp áo 3D trở nên tân thời hơn trước và có khả năng đáp ứng được sức mạnh phần cứng trên di động hiện nay. Lối chơi của Sniper Fury tập trung vào những pha thiện xạ từ vị trí cố định với đòi hỏi cao trong kỹ năng ngắm bắn và xử lý tình huống của người chơi. Sniper Fury lấy bối cảnh nhiều quốc gia đang bị ám ảnh bởi những tổ chức khủng bố, mang phần nào nét tương đồng với tình cảnh thế giới thực hiện nay. Và ở đó thì để ngăn chặn tình hình diễn biến xấu hơn, chính phủ đã cắt cử một tay lính đặc nhiệm đột kích sâu vào trong căn cứ của thế lực thù địch, ngăn chặn mọi cuộc tấn công của chúng nhằm vào nhiều địa điểm khác nhau. Và tay lính bắn tỉa thiện chiến ấy thì không ai khác, chính là người chơi. Sniper Fury dự kiến sẽ cập bến trên cả iOS và Android cùng với Windows Phone. Critical Ops, tựa game bắn súng tập trung eSports với phong cách tương đồng với Counter-Strike, đã chính thức thông báo về phiên bản thử nghiệm Open Alpha, sẵn sàng cho game thủ tận tay thưởng thức và trải nghiệm. Nhìn vào lối chơi cốt lõi thì ở tựa game này sẽ đưa game thủ vào một đấu trường mạng cực kỳ quy mô theo vô vàn chế độ chơi quen thuộc của thể loại FPS. Điển hình nhất trong số đó chính là Team Deathmatch, cho phép game thủ có thể gia nhập hai bên đó là Terrorist và Counter-Terrorist, theo thể thức là 10-10 hay là 5-5, cực kỳ sống động. Ở đây thì các pha đọ súng đầy căng thẳng và kịch tính giữa những tay chơi đời thật sẽ hấp hồn bất cứ ai, làm sống lại hình ảnh bất hủ năm nào của Counter-Strike trực tiếp trên mobile. Hệ thống vũ khí của Critical Ops cũng mang lại những ký ức thuộc ngày nào, từ 31, 41, 46 cho tới vô vàn những cái tên khác, tất cả đều sẵn sàng chờ đợi các bạn đặt tay. Bên cạnh đó thì cảm giác súng cũng như là độ nhạy cảm ứng cũng được thực hiện cực kỳ tốt, cho phép game thủ có thể thực hiện những động tác hết sức là nhanh nhạy với khả năng di chuyển ở tốc độ cao, đáp ứng được đòi hỏi của một tựa game eSports đích thực. Các bạn đọc hiện tại có thể trải nghiệm bản Critical Ops Open Alpha trên Android. Được phát hành bởi ông lớn Hothead Games, Killshot Bravo là phiên bản tiếp theo bổ sung vào dòng game bắn súng Killshot Lễ Lừng. Killshot Bravo mang đến cho người chơi hơn 200 nhiệm vụ ngay từ khi bắt đầu vào game và số lượng này dự kiến là sẽ còn tăng lên gấp bội trong các bản update sắp tới. Game cũng cung cấp một chế độ đối kháng PvP đa người chơi gay cấn, góc nhìn 360 độ xoay và chuyển linh hoạt thành lập liên minh để cùng tác chiến với các bạn bè. Game thủ sẽ có thể thu thập nhiều loại vũ khí khác nhau và nâng cấp chúng theo ý thích của mình. Trong những trận đấu PvP thì các bạn sẽ trực tiếp chiến đấu tay đôi với một game thủ khác và phô diễn kỹ năng bắn tỉa điêu luyện của mình. Đây chính là nơi để người chơi khẳng định đẳng cấp cá nhân và cũng là nơi mà các bạn có thể xả stress sau một khoảng thời gian dài ngồi cày hơn 200 nhiệm vụ trong game. Chế độ trên thì được gọi là Sniper Duels, nơi game thủ có thể đối đầu và triệt hạ những tay chơi khác. Các bạn cũng có thể tham gia tổ đội này, liên minh cùng bạn bè và cùng nhau chiến đấu giành được những phần quà vô giá. Killshot Bravo dự kiến trình làng vào ngày 19 tháng 11 sắp tới với phiên bản hoàn toàn miễn phí dành cho cả hai hệ điều hành Android và iOS.